thông báo cho biết lực lượng có biên chế ban đầu là 20 người và sẽ tăng lên 100 người vào năm 2023 với trụ sở đặt tại căn cứ Fuchu của lực lượng phòng vệ trên không. Nhiệm vụ chính của lực lượng này là thiết lập hệ thống giám sát vũ trụ để bảo vệ các vệ tinh nhân tạo của Nhật Bản, đồng thời tham gia giám sát quỹ đạo bay của các vệ tinh nhân tạo khả nghi cũng như rác trên vũ trụ. Trong thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono cho rằng việc đảm bảo ưu thế của Nhật Bản trong không gian vũ trụ là vô cùng quan trọng. Do đó, việc thành lập lực lượng tác chiến vũ trụ rất có ý nghĩa và nhận được sự kỳ vọng lớn của người dân. Dự kiến trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ hợp tác với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản và Quân đội Mỹ để triển khai hệ thống radar giám sát vũ trụ đặt tại tỉnh Yamaguchi.